hai đứa cháu tôi ấy là mỗi sáng ngủ dậy là tôi vứt vào mặt mỗi đứa 2 triệu. Rồi những cái lúc hứng lên là tôi dẫn bạn bè đi ăn, có những cái bữa mà phải lên tới vài chục triệu là một chuyện mà rất là bình thường, không có một cái vấn đề gì cả. Tôi là tôi rất bức xúc là có người bảo nhà tôi nghèo đấy. Cái cuộc sống, cái cách sống của tôi là rất là xa hoa. Tôi đã muốn gì là phải được cái đấy. Có thể những cái lúc mà tôi hứng lên, tôi bỏ ra 5, 10, 15 ngàn đô mua mấy cái quần xịt rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Rồi chỉ cần hứng lên nhá, là tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé tàu hỏa sang hẳn Mỹ để xem những cái show rất là hay ho, biểu diễn của người Việt bên đây. Nói chung là cái quan điểm sống của tôi ấy, là sống cho hôm nay, mai chết cũng được. Thế nên là những cái gì tôi mua là tôi muốn phải có ngay. YOLO.